Mình cho 1 lít nước sôi vào nồi để trộn sườn non, cho gừng cắt mỏng, củ hành tây, nửa muỗng canh muối và 1 muỗng canh rượu. Giờ thì mình sẽ cho sườn non vào nồi và nấu với lửa lớn cho đến khi nước sôi trở lại nha mọi người. Sau khi thấy nước sôi thì mình sẽ tắt bếp và vớt ra một cái rổ, rửa lại nhiều lần với nước nha mọi người. Mình có thể rửa trực tiếp với vòi nước như thế này cũng được nha. Rửa xong thì mình sẽ để cho ráo nước. Giờ thì mình sẽ cho 3 lít nước vào nồi để chuẩn bị hầm xương nha mọi người. Cho hết sườn non vào nồi nước và mình sẽ nấu với lửa lớn. Cho 1/3 muỗng canh muối và 1 muỗng canh đường, củ hành tím nướng và củ hành tây. Củ hành tím mọi người có thể nướng trực tiếp trên bếp lửa hoặc là nướng trong nồi chiên không dầu khoảng 3 phút nha. Giờ mình sẽ cho củ hành tím, tỏi, gừng và một cái cối để xay nát. Mình cho nửa muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, tiêu xay và 1 muỗng cà phê nước mắm. Tiếp theo là 1 muỗng cà phê dầu mè và 1 muỗng cà phê dầu heo. Đây là gia vị nêm cho khoảng 200g thịt xay. Mình mua loại thịt nạc gân á mọi người. Mình cho vào thịt xay một nửa hỗn hợp củ hành tím, tỏi và gừng xay nát lúc nãy vào. Trộn đều và ướp khoảng 10 phút. Giờ thì mình cho dầu ăn vào chảo và phi thơm phần tỏi, gừng, củ hành tím xay nát còn lại. Phi xong thì mình mới phát hiện là cái chảo không có vừa với lượng thịt, nên mình chuyển sang cái chảo lớn hơn. Mình cho nửa chén nước hầm xương vào chảo thịt đang xào. Xào đều cho thịt tơi ra và rút hết nước. Mình có thể nấu với lửa lớn hoặc lửa vừa lúc này nha mọi người. Sau khi thấy chảo thịt đã rút cạn nước thì mình sẽ tắt bếp và để sang một bên. Phần thịt xào mình đã làm xong, bây giờ mình sẽ vớt củ hành tây và củ hành tím ra khỏi nước hầm xương. Sau đó mình sẽ cho 300g gạo đã ngâm khoảng 3 tiếng vào nồi. Trong thời gian chờ gạo nở thành cháo, mình sẽ dầm nát 4 trứng vịt bắc thảo. Để xíu nữa mình sẽ cho vào nồi cháo nha mọi người. Cháo đã nở mềm thì mình sẽ cho trứng vịt bắc thảo vào. Lúc này mình nên nấu với lửa nhỏ thôi nha. Nấu được khoảng 5 đến 10 phút thì mình sẽ nêm nếm nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh đường và 1 muỗng canh nước mắm. Mọi người cũng có thể nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị của mình nha. Với 3 lít nước hầm xương và 300g cháo sẽ cho ra cháo đặc như thế này nè mọi người. Mình thì thích ăn cháo đặc như thế này cho nên mình sẽ vớt ra một cái tô riêng. Sau đó mình cho thêm nửa lít nước để nấu cho cháo lỏng hơn. Vì nhà mình thì thích ăn cháo lỏng như thế này, còn chỉ có mỗi mình là thích ăn cháo đặc thôi. Mình cứ tùy chỉnh cho phù hợp với khẩu vị của từng người trong gia đình của mình nha. Mình cho hành lá, thịt xào, sườn, trứng bắc thảo và một cái lòng đỏ trứng gà. Có thể thêm xíu tiêu xay ăn cho ấm bụng nha mọi người. Trộn đều lên và ăn liền lúc còn nóng nha. Cũng may là vừa nấu xong thì bụng cũng còn cao luôn. Hôm nay nấu nồi cháo siêu chất lượng luôn á mọi người. Chúc mọi người làm thành công nha, bye bye.